Vào khoảng 16 giờ 30 chiều nay, ngày 12 tháng 3, khói và mùi khét phát ra từ một phòng khám nha khoa nhiều tầng trên đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, làm hàng chục người nháo nhào tháo chạy. Đến hơn 17 giờ 30, lực lượng chức năng vẫn đang đeo mặt nạ, dùng bình khí nối vòi phun nước vào phía trong phòng khám. Giao thông được phân luồng, hiện trường bị phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ghi nhận ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, phòng khám có khá đông người. Do điểm phát hỏa nằm sâu phía trong phòng khám nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Xà beng, búa cũng được lực lượng chức năng đưa vào phục vụ chữa cháy. Hiện thiệt hại về người và tài sản vẫn đang được lực lượng chức năng kiểm tra, thống kê và làm rõ nguyên nhân của vụ việc.